Chào cô bác chị em, cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. Hôm qua lúc nào cũng ủng hộ cái máy của em. Thì hôm nay em quay cho cô bác chị em tham khảo động cơ Mitsubishi. Cái này là 4D34. Này, 4D34 này cô bác chị em. Xuxi đóng ở đây. 4D34 thì nhìn anh em cô bác nhìn ở đây là chính xác rồi. Thì em này nó là đúng đời cơ giới của anh em ha. Em này là cái đời mới sau này nha các bác em. Đời mới cho nên là cái co bé của nó không có da màu vàng mà là da màu trắng nha. Em này thì tầm đời 2013, 23, 24 gì đó, không có nắm rõ nữa. Thì mặt sau nè, quay cho em thấy không? Đây, quay mặt bố sau cho quý em thấy. Thì mặt bố sau này nó có 4 cái cao su, 4 cái gô để nó định hình cái cao su. Cái cam này nguyên zin của nhà máy người ta ha, chứ không phải là mình chế cháo bể bạ, nên có thể tham khảo nhiều cái mặt cam, nhiều cái máy khác nha. Đây là cầm dây ga đây, dây ga. Cầu kỳ của em này thì nó có bấm sẵn luôn nè, mình cũng chưa tư mở chỉnh gì hết. Đây ga nó khóa, mức ga nó cho có nhiều đây, thì cô bác nào về có nhu cầu mà mua lên ga cao á thì sẽ mở thêm lên xô quen theo xô ga bằng. Máy này nó ghim đến mức độ mà cái cộng dây Google bác em, Yugo là nó cũng vẫn còn nguyên zin luôn, bando nè, anh em không? Thì ông thấy em máy này là đúng máy nghĩa địa. Anh em gáp lên xe cuốc thì khỏi có phải chế cháo hay là cái gì hết. Dòng tua em này thì hiện tại em này cho lên 1.500 tua, 54 km/h. Thì tua này tua mức ga hiện tại nha. Còn với anh em mà xả mức ga tối đa thì có thể nó lên máy này nó khoảng 130 nữa. Cho nên là anh em cứ thương lượng, cứ cần thường xứng cái ngựa của nó, mà quá chị em mà tấu lên cái công cụ gì đó cho thật hợp lý ha. Máy này thì nguyên zin, mình không có tẩy rửa gì hết, xịt dầu sơ quay quá chị em coi. Thì những cái dầu nhớt, những cái xịn bụng nó đóng nè, nghĩa là mình không có thời gian nè. Của anh em thấy không, bộ lon cò, bộ lon bô lửa nó màu xanh đồng xuống nha, chứ không phải là màu đen bình thường quá vậy ha. Ra máy này cái độ mới của em này thì đây, quay lên cho quá không, cái độ mới em này nó còn 97% đó. Mình bao quá anh em 97%. Mitsubishi 4D34 mới cực kỳ mới luôn. Nó mới là bác nhìn thấy con go thôi biết rồi, chưa tăng đưa Yugo luôn. Em này chưa tăng đưa Yugo, nguyên hạn trạng Yugo còn đóng ga bao lâu. Thì này là xương âm của bác vậy nha, xương âm nghe. Thì cô bác em mua, khi mua máy thì bất cứ ở cửa tiệm nào cũng được. Anh em nào mà chưa mua máy nhiều thì cứ nhìn vô dưới lóc nó đóng 4D34 ha. Còn có cũng dễ biết, để đọc tiền em mới không biết cái mua thì mình không nói được. Đây còn cái lớp B trong này, anh em về xài thích thì tháo ra. Tháo ra mình thấy nghĩ tháo ra thì nó sẽ êm hơn, nó có trộn nhanh hơn. Bởi vì con này không phải là cái màu nó bị phai màu đó anh em. Này nó màu trắng nha, con bé là nó màu trắng hết trơn, chứ không phải là nó thời gian nó phai màu đâu. Đồ đời mới sau này là màu trắng hết, nó không còn xi màu vàng nữa. Mình có nói với nhiều lần, ống nghe nó rất là mềm, cái mềm mại nha. Cái con đề nó chưa từng mở ra luôn mà. Có thể em này còn hơn 90%. Có anh chị em nào mà có nhu cầu sử dụng ấy, thì ủng hộ em ha. Mình đề máy cho có anh chị em tham khảo nha.
nha ha. Anh em nào không phát điện thì mở này ra tắt cơ. Trong nó có kẹt. Nhất nguyên gì nó nghe quá chưa? Mình không có thai không gì hết. Cái nhất gì nó có cái mùi đặc trưng của nó nha. Chứ không phải là đổ nhất mới vô mình nói quá chưa là nhất riêng nha, không phải nha. Nó có mùi đặc trưng riêng của nó. Cái cà game bơm dầu nó còn nguyên mẫu nữa luôn. Cái quạt gió này cũng là chưa từng mở ra luôn nha. Có gì? Đây. Nguyên hiện dạng riêng nguyên si của nó luôn. Cái nào là nguyên gin mình nói nguyên gin nha, chứ không phải là mình nói để mình bán hay quá cho em. Mình nói đâu nói cho đúng rõ ràng, mình không có bán tầm bậy tầm bạ thì mất gì em được. Cô bán ta xài cũng như mình xài. Thì cái máy này thì giá của em này nó hơn 90 triệu quá chưa. Và cũng như anh em cũng kêu mình báo giá đó, thì cho nên mình cũng báo giá sẽ là hơn 90 triệu. Anh em có nói mắc rẻ thì cũng đừng có comment này kia nọ, nói những câu khó nghe là thì mình nói gì anh em dễ lắm rồi đó. Có nhiều khi mình nói giá anh em không biết thấy như thế nào đó mà nói là để cho bố mẹ mà xài được cái nọ thì nói chung nó con nó rất là khó nghe. Mình nói gì cho nó có nhân quá chứ không ăn gì ha. Rồi mình cảm thấy cao quá thì mình nói là mình bớt không bớt rồi mua hay sao, ví dụ đi ha. Thì em này là hơn 90 triệu nha, em này hơn 90 triệu Mitsubishi cũng D34 từ cơ giới. Anh em gắp trực tiếp thì nay bon luôn, không có sai chặt chỗ nào hết. Anh em gắp lên vận hành ok, không ok mình trả máy mình lại nha. Mình bán là máy này là đúng game. Còn vấn đề mà nó cốt á, thì mình sẽ nói như thế này. Thì có nhiều anh em hỏi mình định dẫn máy như thế nào. Mình nói là máy, bao chưa buông máy. Thì anh em hỏi cốt sao. Thì đã là chưa buông máy rồi thì anh em hỏi là phải hỏi cốt thì sao. Thì khi mà mình buông máy ra xong mình mới phải cốt được với em. Chứ mình không lấy ra thì mình không thể nào chốt được đâu. Cho nên là mình nói gắn tắt để làm máy chung máy. Tạo nên hiểu rồi. Chứ cái độ máy mới này thì mình nói là trên 90%. Đó. Thì video này đến đây em cũng xin tạm dừng nha. Xin chúc cho quý anh chị em được nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại.